tọa lạc tại số 161 đường Nguyễn Văn Cừ và có cơ sở 2 đóng tại chung cư Arita, đường Phan Bội Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thẩm mỹ viện Huyền Trang Spa là sự kết hợp giữa spa thư giãn và thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện Huyền Trang Spa không chỉ đơn thuần là một nơi chăm sóc sắc đẹp hình thể. Sau những giờ làm việc căng thẳng, bạn còn có thể đến thẩm mỹ viện Huyền Trang Spa để tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời khi cơ thể được chăm sóc và nâng niu. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú với những giờ phút đắm mình trong hương tinh dầu thơm ngát làm dịu thần kinh và thưởng thức một không gian spa hoàn hảo. Được chỉnh lại phong dáng bằng máy làm giảm mỡ toàn thân hay sử dụng các dịch vụ như phẫu thuật thẩm mỹ, phun thiêu thẩm mỹ. Hiện nay, đội ngũ nhân viên của thẩm mỹ viện gồm gần 10 nhân viên chăm sóc khách hàng và đảm bảo hệ thống quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự và quản lý chất lượng dịch vụ đứng hàng chuẩn quốc tế. Đến với thẩm mỹ viện Huyền Trang Spa, khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể về liệu trình, giá thành, thời gian để có một cái nhìn tổng quan hơn về dịch vụ. Với dịch vụ giảm béo, hiện nay tại Huyền Trang Spa, khách hàng sẽ được giảm mỡ với những trường hợp béo theo vùng và tích mỡ lâu năm như béo bụng, bắp tay, đùi bằng công nghệ laser lipo cho kết quả nhanh chóng, an toàn, không xâm lấn, không đau, không để lại sẹo. Đặc biệt là đội ngũ nhân viên luôn tận tình và hết lòng phục vụ vì khách hàng. Thẩm mỹ viện Huyền Trang Spa luôn chú trọng vào tính hiệu quả để chữa các khiếm khuyết, cải thiện và làm đẹp hơn cho làn da. Tại thẩm mỹ viện Huyền Trang Spa, khách hàng sẽ được kiểm tra da, được bác sĩ tư vấn để có thể chọn cho mình những dịch vụ và phác đồ điều trị riêng biệt, từ chăm sóc da cơ bản cho đến điều trị da chuyên sâu. Tại cơ sở 2, khách hàng sẽ có một không gian để thư giãn, được chăm sóc da, gội đầu, nối mi và đặc biệt bằng phương pháp vật lý trị liệu để chữa cho những khách hàng bị đau mỏi vai gáy. Để minh chứng cho dịch vụ thẩm mỹ là an toàn và tốt nhất cho khách hàng, Huyền Trang Spa đã đạt được rất nhiều giải thưởng như sản phẩm dịch vụ xuất sắc của năm 2015 cùng các giải thưởng được công nhận tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Chị tải tạo giá và thon gọn có đau không ạ? À? Không, chị không thấy đau, bình thường. Vậy chị làm trẻ hóa, thon gọn, cảm nhận mặt của mình là sao chị? Chị thấy nhỏ gọn hơn, da căng hơn, mướt hơn. Chị làm giảm béo vùng bụng, eo lưng và cả thon gọn, tái tạo da mặt. Vậy chị cảm thấy cơ thể mình có thay đổi nhiều không sau tắm bùi ạ? Có, chị thấy thay đổi nhiều. Trong quá trình làm chị cũng thấy không bị đau. Vì chị mới sinh mổ xong, chị thấy cơ thể nhẹ hơn. Cái hơi ở trong bụng mình á, đẩy ra nhiều. Nói chung là chị thấy hắn nhẹ người hơn rất nhiều. Cái vùng lưng mỡ ở lưng ở vùng bụng á, nó ăn cũng mềm và mỡ lưng ở phía đằng sau ổ lưng á nó cũng thẳng đi. Nói tóm lại là chị đeo cái đai XL mà xuống được size L rất là vui. Tự hào là nơi cung cấp các dịch vụ làm đẹp đạt tiêu chuẩn quốc tế, là đơn vị thẩm mỹ hàng đầu tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thẩm mỹ viện Huyền Trang Spa tự tin là người bạn đồng hành đáng tin cậy, đảm bảo về uy tín và chất lượng trong tất cả các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp, spa công nghệ cao cho hiệu quả vượt trội đối với mọi khách hàng.